Xin chào các bạn, đây là những cây hải châu mini nè các bạn. Hải châu mini bây giờ là của mình đang cho qua nè các bạn. Bữa nay là ngày chủ nhật các bạn, ngày này ngày 17 tây hay gì đó. Đó, nó cho qua nè các bạn, không biết nó nở đúng tết không, đây có trái đúng tết không, đây và thấy qua không? Cây rồi qua nó cục cũng cây có chút xíu à. Đó các bạn thấy qua nè, quay hết những cây có hoa có bông cho các bạn xem nha. Đây, cái kỹ này qua đây các bạn, lá rất đẹp không. Đó, cây này cái nó cao nha các bạn, chiều cao nó rất là cao, được rồi, nó khoảng 2,5 tấc á. Đó qua nè, thêm mèo qua gai nữa các bạn, có gai nè, đó, có hoa mà có gai nữa đây. Mình lấy kéo mình cắt mấy cái gai các bạn, đây quay cho, đây, mấy cây có gai nó bông hoa dữ lắm các bạn. Theo mình á, mà theo mình là vậy nha, nè, hoa bông nó nằm ở trong cành, kẹt lá đầu nó đi ra luôn, đó. Nó còn nở cái này, nó còn đây còn nhiều lắm các bạn. Đó nè, còn nhiều lắm nè, thấy không, nó rất là nhiều. Đây qua nè các bạn, những cái clip này mình quay kỹ cho các bạn xem. Đó, quay qua hết gao. Lá nhỏ xíu các bạn. Nè, soi ngón tay mình đi. Đó, lá nè. Lá các bạn. Cây này thuộc dòng giống là cây lá nhỏ rí các bạn. Siêu hoa siêu trái gì đây. Đó. Lá nè, soi ngón tay mình đi. Lá cần nhỏ xíu à. Đó. Và thấy không? Trên xuống nè. Rồi, một cây các bạn. Để cây này riêng ra đây. Đó, để riêng xuống đây. Mình lấy một cây khác quay cho các bạn xem nè. Đây cây nó các bạn. Mấy cây này qua nó chơi Tết nha các bạn. Theo mình là vậy. Đây các bạn thấy không? Qua đây. Mấy cây này mình chơi là phải chơi Tết. Đó, nó ra nè. Thường là đều với các bạn, những cây này là cây hải châu lá nhỏ nha các bạn, soi ngón tay mình đi. Đây mình sẽ vô phân nó, mình ấy nó các bạn, mình vô phân nó, mình dưỡng mấy cây này đó. Qua trái dày bây giờ, qua trái dày là phải cần phải giữ nó. Thấy cái trái không? Qua rồi, cái cây quả. Rồi mình sẽ đây cây nữa các bạn. Cây này nó đang cho trái nè các bạn. Đây, cho trái đây. Đây các bạn thấy trái không? Nó cho trái đây. Trái đây các bạn, qua nè, nó vừa trái vừa qua. Nói chung là trái thì nó cho cũng ít thôi, nhưng mà nó đang nở qua thôi, mình đem vô quay cho các bạn xem luôn đó.
Silver nè các bạn. Đó. Và nó nở tới với cái nhánh cuối cùng nó cũng nở nè, đó, cũng có hoa nè. Cái cây này thì chắc ngày Tết các bạn, ngày qua nè các bạn thấy không? Đó. Đây mình làm clip ngắn thôi các bạn, làm clip ngắn thôi để cho các bạn xem chơi thôi, vui mắt thôi. Đó, ba cây này mà nếu mình ship 1 triệu mình mới ship nha các bạn. Ba cây này phải 1,5 triệu mình mới bao ship, 1,5 triệu. Tại vì mình bán cây bình thường là nó nhỏ là nó 300.000 cây rồi. Mấy cây này á, là cây có hoa, cây này 1,5 triệu mình mới bao ship cho các bạn. Đó. Mấy cây này mình bán khoảng là 400 mấy chục ngàn cây chứ mình tại tiền ship nó cũng đó. Các bạn thấy à. Hoa nè, 4 cây, cây này to nha. Mấy cây này to đó các bạn. Đó. 3 cây. Cây có trái nè, đậu nè, còn 2 cây này có hoa thôi. Đó, cây có trái. 3 cây này 1,5 triệu mình bao ship. Cái gốc nó to mà nó khuyết nè các bạn, khuyết nè. Em gỡ ông kẽm này ra. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn. Để mình gỡ con kẽm trong cái này ra. Rồi mình kết thúc clip.